người nghệ sĩ nha mọi người nha. Không có dây phụ làm sao dây chính tỏa sáng vậy? Nhưng một bộ phim 100 người ai cũng chính hết thì ai phụ? Dạ đúng rồi. Dạ, nhưng đó là trên màn ảnh thôi. Còn ngoài đời nha, làm đàn bà là mình phải được danh chính ngôn thuận. Trời ơi hay đó. Quá Trâm ơi. Chứ không phải là ở ngoài cái màn đời mà làm phụ, làm bé, làm lén, làm lúc không có được một tờ giấy đăng ký kết hôn. Ủa okay. làm bé là làm sao chị? Làm bé là làm nhỏ đó em. Làm nhỏ đó hả? À, giống như làm dưới cái cọng lông chân người ta vậy đó. À, gọi là xíu là luôn á. Đó là làm bé đó hả? À, em làm bé hay làm chính? Ủa chị Bông làm chính hả? Mọi người thấy không? Trời ơi. Đây nha, tôi làm chính. Nha. Làm chính. Dù cho ai có nói gì thì nói nha, không biết ngày mai như thế nào. Nhưng mà 12 năm nay cho tới ngày hôm nay tôi vẫn làm chính. Làm chính. Tôi vẫn hãnh diện với đời. Vậy mà có người thích làm bé. Có người làm bé mà hãnh diện lên. Mà hãnh diện. Trời đó. Ơi. Đi lên la hét sùm cái này cái nọ cái kia. Đưa cái tay cái này. Nha, giấy đăng ký kết hôn. Ai có giấy đăng ký kết hôn thì show ra cho người ta biết mình là làm chính. Có người nãy giờ hình như anh Tăng đâu, không thấy anh Tăng cười đó. Anh Tân mặt bém chín nhột hay gì? Làm bé hả? Làm bé hay gì mà không thấy cười. Tân làm bé hay gì nhột không chắc cười luôn vậy? Anh làm bóng. Làm bóng. Thấy không? Còn suốt ngày mình cứ kêu là chồng tao là nghệ sĩ hạng A, tụi bay là nghệ sĩ hạng B. Trời ơi tôi nói thiệt. Thế nào là hạng A? Thế nào là hạng A? Mấy cô chú mà tên tuổi cỡ nào biết bao nhiêu cái vai cái tuồng để đời. Đúng rồi. Mà người ta còn không dám lên vũ ngực xin tên là mình là hạng A. Mà đằng này trời ơi có chút é nè. Chút é. Le Le ơi, em về em hỏi lại chồng em nam nữ nghệ sĩ U Đựa đó. U Đựa nha. Dạ, Dương nam nha. Nữ nghệ sĩ nằm sắp U Đựa đó nha. Rồi, coi cái lúc á mà Linh Tý ở trong đoàn Đồng Ấu Bạch Long á mà nổi tiếng là Linh Tý thần đồng á thì lúc đó nam nữ nghệ sĩ nằm sắp U Đựa nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nằm và ở lúc đó đó cưng ở đâu trên cái cuộc đời này nha? Cưng ở dưới quê á, chân cưng còn phèn á. Ta ở trên Sài Gòn này ta hoạt động nghệ thuật 800 kiếp rồi. Bây giờ má mới lên má sồn sồn cái mỏ của má. Trời ơi trong cuộc đời của má, chồng hờ của má nam nữ nghệ sĩ U Đựa là nhất đó mà nhất cư đó. Ủa, cái con người gì mà linh hoạt với chị lúc nam lúc nữ vậy? Nam nữ, tại vì nó nói chị nằm ngửa. Nhưng mà đúng là chị có nằm ngửa. Thì chị nằm ngửa chị mới ra cái tờ đăng ký kết hôn này. Với lại mới ra bé Bon. Đúng không? Dạ. Còn như giới tính linh hoạt là nam nữ nghệ sĩ U Đựa. Mà sao linh hoạt chứ ta? Thì người ta nằm ta vậy dạ. Ta mới hay. Dạ. Còn mình là một là sắp, hai là ngửa. Dạ. Đúng không? Còn người ta linh hoạt. Đấy không? Vậy là lúc mà người ta đi ra ngoài đường á là người ta mặc quần. Dạ. Tối về người ta mặc đầm. Tối về người ta mặc đầm, mặc suối chen. Suối chen. Mặc suối chen với đầm nha. Không ăn luôn, nở bà mẹ nó tung tiếu. Đó, nam. Trời ơi, cứ nói hạng A hoài mà tôi hỏi hết tất cả mọi người ở đây nè. Ai mà không biết Linh Tý? Dạ đúng rồi. Đúng không ạ? Chồng tôi đáng lẽ tôi phải vỗ ngực xưng tên chồng tôi nè, Linh Tý nè. Mà tôi có bao giờ tôi dám tôi vỗ ngực xưng tên mà tôi nói ông Tý này nọ. Người ta tài, người ta giỏi, không bao giờ người ta không bao giờ. Người ta rất là khiêm tốn. Đúng. Giống như võ sư cũng vậy chị, người ta có võ cao đó. Không đúng bao rồi. Giờ người ta la lớn. Đúng. Đụng tao, tao bụp. Đụng tao, tao bụp thôi. Đúng không? Trời ơi, cứ la hoài. La lên nghệ sĩ hạng A, nghệ sĩ hạng B. Trâm nói thì Trâm không có nhục. Vì cuộc đời Trâm đóng vai chính rất là ít. Yeah. Mà toàn đóng vai phụ không à. Yeah. Đó, nhưng mà Trâm không hề nhục. Mà cho tới ngày hôm nay mọi người cũng biết Trâm rất là nhiều. Yeah. Là cái điều đó Trâm hãnh diện. Đúng không? Ủa, trong một cái vở tuồng hay một cái bộ phim hay một cái vở kịch đều phải có chính có phụ. Dạ yeah, đúng rồi. Chỉ có mấy đứa ở dưới quê á mà nghe nó học tới lớp 4, lớp 5, lớp 6 gì đó thì mới không biết cái nghệ thuật nó là như thế nào. Yeah. Còn ở đây nha, Trâm học tốt nghiệp trường cao đẳng sân khấu điện ảnh đàng hoàng nha. Ở đây có học chứ không phải là mất học nha. Lắm. Em hello chị Kimberly. Chào Tấn Lộc Tăng. Kimberly Lê, chị ai, Phượng. Ai cũng muốn làm thầy hết thì ai sẽ làm thợ. Chẳng lẽ đúng không? Tôi học từ năm cái khóa 2001 tí. Em không biết chị gì ra đâu. Còn mấy cái đứa mà la hét âm sầm á, không có học thì bớt có sủa. Cái thằng không? Tiên không đồng có học biết thì bớt có sủa. Người sao hạng A mà hát chặt nhịp quên lời. Hạng A nghiệp. Đâu? Hạng A đâu mà hát chặt nhịp quên lời đó chị. Cái hạng A, hạng B hay hạng nhất, hạng nhì, giống như mình đi học trong lớp vậy. Dạ. Cái hạng là tự nhà trường đánh giá. Dạ. Đúng không? Thầy cô sắp xếp
thì nó mới ra hạng nhất, hạng nhì. Dạ. Má ơi tự động mình vỗ ngực mình hạng A, hạng B. Ờ. Trời đất ơi má ơi, má ảo vừa thôi má. Do khán giả tự đánh giá. Em cảm ơn, cảm ơn anh Cam, trời sức là chát cho em quá trời. Dạ. Em cảm ơn chị Kimberly Lê. Dạ, super chat cho em. Trời ơi, đi lên nói tôi cái này cái nọ cái kia, tôi đã không có muốn nói tới ai rồi. Mà những gì tôi nói đều là sự thật. Giống như nè, tôi có giấy đăng ký kết hôn thì tôi nói tôi có. Còn mấy người cứ lên vợ chồng hoài thì có giấy đăng ký kết hôn thì mình đưa lên cho người ta coi để người ta mừng. Dạ. Đúng không? Nếu mà đã vợ chồng mà có mình ở với nhau thì mình đẻ cho đứa con đi. Đẻ được không chị? Có đẻ được không? Đẻ được hay không thì mình không biết, đúng không? Cái chuyện đó của người ta. Đó, dù người ta ngủ được, nhiều người ta ngủ được mà ta không đẻ được sao? Đúng không? Cái chuyện đẻ được hay không là chuyện của người ta mình không nói. Nhưng mà ok, nói vợ chồng thì cho xin giấy đăng ký kết hôn coi. Hai cái tên thiệt. Đúng rồi. Đúng không? Đưa lên cho người ta coi. Ê, không chừng sau cái like này ngày mai về có giấy đăng ký kết hôn. Có. Để chứng minh. Để chứng minh. Có giấy kết hôn thiệt không, nhờ tôi mà vợ chồng người ta đi làm giấy đăng ký kết hôn á. Đúng rồi, mọi người được biết được hay đúng không? Chị chúc phúc cho người ta rồi đó, chị ghép đôi cho người ta đó. Giống như nhờ tôi mà vợ chồng người ta về đi làm giấy kết hôn thiệt đó mấy bà. Từ hợp đồng thành thiệt luôn. Từ hợp đồng mà thành thiệt luôn á. Chính là chị, là chị tạo cơ hội cho người ta đó. Từ bông là sẽ ra trái. Tạo cho cơ hội người ta. Đó, thấy không? Kỳ này là ai có giấy đậu chắc là được rồi. Nhờ bích châm á mà bông nó sẽ mọc ra trái. Bông mọc ra trái. Ừ, ngày xưa giờ là bông nó là bông rồi. Đúng rồi. Nó không có bông trái được. Nói chồng tôi xì ke này nọ, này kia, đi kêu người này người kia rêu rao, nói tôi nằm ngửa. Dạ xin thưa, cho xin cái chỗ mua xì ke, cho xin cái địa chỉ chỗ mua xì ke, cho xin cái tấm hình nằm ngửa. Còn không có chắc ngày mai. Tí ơi, ngày mai tôi đang chụp tấm hình nằm ngửa Facebook. Khổ quá. Tụi bay cứ đi nói hoài. Tôi nói người ta nằm ngửa mà không có bằng chứng. Chị Đào Trương ơi, thì chắc sau cái like này ngày mai nó đi làm giấy đăng ký kết hôn nó up lên á. Dạ. Nằm ngửa thôi nha, đừng nằm sấp, hay nằm sấp cày đầu gối á. Ông quỳ ghê với này cày đầu gối. Không. Tí ơi, vậy chụp tấm hình ông nằm sấp đi tí. Ông nói nằm sấp mày nằm ngửa. Ông Tí nằm sấp, tôi nằm ngửa. Ê, ông Tí nằm sấp, tôi nằm ngửa. Ủa đâu dính gì đó ta? Thấy không? Cứ lên nói người ta cái này cái kia. Mà mình phải nhìn lại mình coi, nếu mà mình nói người ta bộ người ta câm hả? Người ta không biết nói lại hả? Ai hiền không nói lại. Chứ tôi đây đã đụng, tôi không đụng tới ai. Nhưng mà đụng tới tôi nói lại à. Đụng là bất cảm à. Ờ, đụng tới tôi nói lại. Đụng tới tôi bỏ tàu hủ tiếu. Mà tôi nói ai thì tự ai nhột, ai dãy. Chứ tôi không nói ai hết. Tự ai dãy ra đâu. Nở mẹ nó tôi tiếu rồi. Chắc chắn là nó sẽ dãy rồi. Tôi không nói ai hết. Thấy không? Ai có giấy đăng ký kết hôn mấy bà nè. Mấy bà có giấy đăng ký kết hôn mấy bà đưa ra hết. Nha. Bà nào không có dãy lên mà nó đáng chịu. Tôi đâu có nói ai đâu nè. Đã làm gì đâu, đã nói gì đâu, đã chạm vào đâu mà dãy. Kêu mấy cái nick ảo đi vô dãy tôi này nọ, nói tôi phá công ty, phá này. Dạ xin cho hỏi à, công ty nào ạ? Có biết công ty nào đâu. Công ty nào ạ? Dạ xin cho hỏi công ty nào ạ? Đấy không, tôi chưa ăn đũa hủ tiếu nào, giờ tôi ăn nào. Rồi, thôi để cả đêm tôi ngồi tôi soạn tờ giấy đăng ký kết hôn để sáng nay tôi cho mấy bà coi. Nam nữ nghệ sĩ u lựa. Nam nữ nghệ sĩ u lựa. Nằm kèo dưới kèo trên ta, kèo dưới hả chị? Muốn dưới muốn trên à, linh hoạt vậy. Linh hoạt. Lúc dưới lúc trên. Lúc trên. Lúc quần lúc đầm. Lúc quần lúc đầm lúc xe chen. Dạ nhìn đây qua nhìn thấy luôn ạ. Không có kép chánh đúng không? Dạ. Đây dây chính kia dây phụ. Nó đụng tới con mớm á thì con mớm hiền, con mớm không có nói lại. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó đụng tới tôi thì nó thua rồi. Tôi là nói cỡ nào tôi nói cỡ đó, tại tôi rảnh mà. Đánh tới bà chị tôi là xong rồi. Bởi công chuyện thì hồi nãy giờ bà nói bụng bà cái kỳ vậy. Giờ tôi mới bắt đầu ăn nè. Nói xong tôi no. 1 2 3 ùm. Trời ơi, tối nay anh Nam nữ nghệ sĩ đó về thử tiếp hả? Thử nữa hả? Sao anh không làm gì mà thử rồi hả? Cài lão á. Thử đi chọc giỡn coi chứ làm gì.
Bấm này cho tao đi trà đá hay nước xăm có bấm. Hai đứa lại nha, chị về chị về. Dạ, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha. Mấy chị. Dạ. Cảm ơn mấy chị. Về qua thăm mấy đồ cái chị rồi về. Phải thăm đồ rồi phải đóng xe, phải để xe rồi đi vô nhà nữa. Chị để xe đi đi. Mày phải cho tao đi bộ qua hả? Chở qua. Chị cũng có giấy đăng ký kết hôn nè. Chở qua xong rồi chị đưa cho em đăng nha. Kế bên bạn. Dạ. Bà ngộ. Bà Trang bà đưa cho nhỏ đi. Bà đưa cho chữ từ bà Trang. Nói tôi á là cái ngày ở ngoài biển á là cái ngày ăn chực phải không? Dạ, xin thưa. Cái ngày đó nó mới là ăn chực nha, còn tôi là đi ăn giả 200 đô. Nếu như cái biển đó của cái thằng chồng nó mà nam nữ nghệ sĩ u đựa nằm sắp á thì tôi trả 200 đô là bình thường, tại vì của mày thì mày lấy 200 đô, nhưng mà không phải của mày mà mày lấy 200 đô nó mới là vấn đề để nói, đúng không ạ? À? Dạ. Ai không ai cũng tức giùm tôi 200 đô không lấy mà không trả. À, đòi không trả. Ví dụ như đây nè, ví dụ như cái quán của ông Bùm nè, ăn xong trả nó 200 đô thì ok. Dạ. Quán của nó có ăn có trả. Dạ. Còn ví dụ như tự nhiên tôi ăn xong mà Tài sao làm sao nói cái quán này của ông Tài, trả ông Tài 200 đô. Ừ. Phải dù gì không, đúng không? Kỳ thôi á. Phải là ăn mà ăn lường, lừa ăn, gạt, lừa ăn lường, ăn lừa, ăn gạt không? Gạt người ta, lừa gạt. Trời ơi, tất rồi. Chắc vừa nghe vừa like luôn rồi. Tất rồi. Tiếp đi chị, lên bự lên. Đó, phải không? Sâu giấy đăng ký kết hôn đây chị Le Le ơi. Ừ, ăn giật nữa. Sâu đi. Thì đó, tôi với ông Tý thiệt thì đăng ký kết hôn có tiệc. Đó, như lời tôi hứa thì tôi đi show ra cho mọi người coi thôi. Đó. Cái ngày đó người ta ăn người ta có trả tiền. Con thì đồ mẹ mà có lớn hơn đồ ba. Thấy rồi. Anh lại ngồi gần giùm em cái ca nói vợ chồng thiệt gì mà ngồi xa vậy nè. Chết cha, phải ngồi gần á. Ngồi gần mới được anh ơi. Tí ơi, tí lại hửi tôi một cái coi tí. Tí lại hửi tôi một cái coi tí. Vợ chồng thiệt gì mà ngồi xa quá nè, trời ơi. Mấy bà ơi, đưa tôi vô. Mấy bà ơi, hửi tôi một cái coi. Cho nó giống coi. Bây giờ muốn anh hùng bả cái đó. Bà muốn hửi hả? Hửi cái coi. Tự hửi đi. Tự hửi. Chết cha xui quá, xui quá. Không có mũi hả? Chứng minh tới cỡ đó thôi mà còn ngoài xa. Chị Nguyễn Lan Zalo giùm em 0902459042. Dạ. Tụi Trâm á, tụi Trâm nói rồi, tụi Trâm không có tự động lên mà chửi ai hết. Không có tự động lên nói tới ai một cái lời nào hết trơn. Nhưng mà ai nói thì sẽ nói lại nha. Mà nói là rõ ràng, nói có sách, mắt có chứng nha. Đó. Khi nào mà người ta đi ăn mà ta không trả tiền mới gọi là ăn chợt. Đúng rồi. Dạ. Mà bên Trâm á là like công khai. Mở bình luận công khai, mở rộng hết tất cả bình luận ra cho mọi người, dù có chửi, có thương, có ghét gì cũng được bình luận công khai. Dạ. Mở rộng tẹt luôn. Đó. Còn bên mấy bạn kia nói người ta mà khóa bình luận. Nhiều khi mình muốn vô mình comment một cái không comment được. Nhưng nhiều khi mình muốn vô mình comment mình chào một cái mà mình không chào được tại khóa mẹ nó bình luận rồi. Sáng hơn mỗi khi nghe. Mà buôn bán cũng khóa bình luận luôn. Ủa sao ngộ vậy ta? Vậy buôn bán kiếm tiền bằng cách nào ta? Đúng không? Hay là người ta giàu quá người ta không cần buôn bán, chỉ là like vui chơi thôi, đúng không? Tại vì hột sòn đeo là tỷ tỷ. Đó, áo quần mặc là trăm triệu. Nếu như mà 200 đô chịu trả. Đó. Nếu như mà giàu quá như vậy thì lên gào thét bán online làm gì? Ví dụ như tôi nghèo nè, tôi mới lên tôi bán online, đúng không? Tôi bán từng những cái sản phẩm lời 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. Còn giàu quá, nếu mà tôi giàu mà tôi có tiền tỷ tôi ăn ở không tôi đi chơi. Không bao giờ tôi bán online. Qua Thái Lan. Tôi nói thiệt. Qua Thái Lan. Tôi đi Thái đồ chơi này nọ. Chứ tôi không bán người ta, tôi giàu mà. Mà sao bán cái sản phẩm gì mà mười mấy cũ mười thằng xuống còn có cũ mấy như hàng Việt Nam hả chị ha? Bởi vậy tôi mà kim gì? Cương đeo quá trời. Kim cương. Tổ chức ra Phan Rang nha, trăm tỷ. Dạ anh trai, anh Minh, ổng cứ kêu ra hoài, đúng không? Tôi nghèo tôi mới ngồi đây tôi bán online. Ra ngoài phải hút hào anh Minh ơi. Mặc đồ mấy chục ngàn. Còn giàu, giàu quá cứ lên mình khoe hột xoàn với khoe đồ trăm triệu không. Vậy ngồi bán online làm chi? Đúng không? Cái tiền người ta mua online á là chẳng qua người ta thương, người ta ủng hộ. Yeah. Đúng không? Ví dụ người ta muốn mua chai xà bông gội đầu, người ta có thể đi ra cái tiệm tạp quá gần nhà người ta mua cũng được vậy. Yeah. Người ta mua trả tiền liền, không tốn tiền ship nữa. Yeah. Nhưng mà tại người ta thương cái người bán online. Đó.
người ta thương cái người bán online nên người ta muốn mua ủng hộ cái người bán online. Cái bán online nha mọi người, chưa biết là cái sản phẩm mọi người như thế nào, nhưng mà mọi người